đừng có gõ nữa, mẹ tôi đang ngủ mà. Má chơi. Trúng mắt tôi á. Đau tôi chết luôn. Nhà, tôi có cái tủ lạnh bự hơn. Thôi đi, tủ lạnh thấy chưa, thấy cao chưa, to nhất rồi đó. Nhà tôi có cái nồi cơm điện bự hơn. Trời ơi, nồi cơm điện bự là cho heo ăn á, cái này là nấu cho heo thịt. Cái gì không có đau nha. Tôi nói tôi không có đau. Không có đau đâu, trời ơi. Tôi nói tôi không biết đau, đừng có đánh tôi nghe chưa. Cái miệng con bự nhất đó đánh, mẹ đang ngủ. Tại sao mà con chơi mà con la mày hải con rồi con chơi mày con xô bạn. Bạn té lỡ con, bạn gắt xương rách đầu gối hay sao? Cái cổ mẹ bà bự hơn cái cổ bà tôi. Tôi đi về, con không về. Cái thằng này. Tính. Bị chửi. Nói cái miệng hai đứa bay á, bồi lớn á.